Đừng sợ thay áo. Tâm lý chung của con người khi nói tới cái chết thì hầu hết ai cũng rất sợ. Chỉ vì họ luôn nghĩ rằng chết là hết. Thế nhưng có nhiều người lại không hiểu hai điều này. Chết là hết cái gì? Và sống là còn cái gì? Nếu bạn đang sống một cuộc sống như cái máy, chỉ là sự hiện hữu trống rỗng vô nghĩa, vậy thì bạn có gì đâu mà phải sợ chết là sẽ hết. Vì nếu cho rằng chết là sự trống không, thì sống trống rỗng đâu có gì khác biệt. Còn nếu bạn đang sống một cuộc sống trọn vẹn, thì khi về già, bạn cũng sẽ phải chết thôi. Nhưng bạn sẽ mãn nguyện hơn những người khác, vì bạn đã từng được sống thật đấy. Vậy thì có gì mà bạn phải sợ? Khi ta mới sinh ra, tức là sự sống đã được bắt đầu. Vì vậy, sống chỉ tồn tại hay là sống cho có ý nghĩa là hoàn toàn do nơi bạn. Một vài ý niệm sau được phần đông mọi người cho rằng đây là ý nghĩa của đời sống. Sống biết cho đi, sống biết ơn và biết đủ, sống có đời sống tâm linh, sống không làm điều ác, biết ghê sợ tội lỗi, sống cho những người mình yêu thương, sống với một cái tâm tốt, sống vị tha, hy sinh không điều kiện, sống thuần hóa tâm hồn hướng về chân thiện mỹ. Chỉ cần 8 điều trên thôi, nếu bạn luôn áp dụng để sống từng ngày, thì cho dù bạn có phải ra đi bất chợt, bạn cũng sẽ mỉm cười vì bạn thực sự đã sống. Thực ra, cuộc sống thánh nhân cũng không ngoài những điều trên đây, bạn ạ. Đừng sợ chết là hết, trong khi bạn vẫn còn đang sống. Con người ai cũng thích mặc áo đẹp, mà lại sợ cởi áo ra để thay đổi. Đó là điều mâu thuẫn. Theo quan điểm nhà Phật, sống như những điều trên đây, bạn chắc chắn sẽ mặc những chiếc áo đẹp trong kiếp sau. Thế thì việc gì mà sợ chết? Không phụ thuộc vào năm tháng, mà đo sống ít hay nhiều, chính là cách mình đã sống mỗi ngày và tỉnh thức bao nhiêu.